nay hai con gái được đi nhà hàng ăn nha, đi ăn buffet nhà hàng Tây này mọi người. Nó nhà hàng Tây chứ nhà hàng của Trung Quốc. China. Ăn cái này, từ từ cái này nắc chút sâu. Bây giờ con ăn mặn cái này trước rồi tối lấy cái này đi. Đây là không gian quán nha mọi người. Mặn quay sơ sơ một chút xíu tại vì cái nhà hàng này mặn cũng thường tới ăn và cũng đã quay khá là mấy cái video rồi cho nên hôm nay mặn chỉ quay sơ sơ thôi. Hôm nay giờ ăn trưa cho nên cũng không có khách đông. Hai giá ra. Lấy vừa vừa thôi nha con, ăn thử cái nào ngon thì lấy nhiều mà ít không ngon thì đặt lấy ít nha. Victoria vô. Victoria. Bên này là đồ cái nấu chín sẵn nha. Này là tôm sốt chua ngọt. Còn này tôm có vỏ cũng sốt. Rau củ quả. Này nấm. Này nấm người ta xào chung với gà. Này kẹt thôi như thế. Hôm nay là mặn đi ăn trưa nha mọi người. Cái này là gan gà. Cái gì á? Có chút nên lấy gì em làm em sẽ mong muốn đấy. Hôm nay đi mà làm. Dạ. Là rau củ quả đồ sống mình lấy mình đem vô trong chỗ thợ cho nó nấu mọi người. Có vịt, có bò, có ớt, có lam kiều, có gà, có thịt heo, có đầy đủ. Này là rau củ quả nha mọi người. Nấm này có mì, giá, ở đây có cá, à, mấy con chết rồi nè, này mực, này có tôm. Trời, có mấy con tôm hùm đất à, mình định ăn tôm hùm đất mà có mấy con teo teo vậy. Yes, Victoria đó. À, số ăn này hả? Mình chưa đi xong, mình chưa đi xong. Chưa đi xong hả? Yeah. Victoria ăn, Johnny, Johnny. Cái này là sushi nha mọi người. Cái này là đồ chín rồi. Còn này là cá với lại cơm, người ta kẹp chung mà cá sống nha. Còn này là trứng với lại cơm với lại rau. Còn cái đây thì ăn kèm chung với lại sushi. Cái này có cái gừng sắc miếng. Cái này là rong biển sợi nè. Đây cũng là gừng. Cái dưa hấu, dâu. Cái này là đồ trang miệng thôi mọi người. Đồ trang miệng. Ok. Ok.